Đào Thất Thốn vốn được mệnh danh là đào tiến vua, không quá cao, gốc xù xì, mốc meo, thân cây rắn giỏi. Điều đặc biệt hơn là hoa đào có thể mọc ở giữa gốc, giữa thân, có cây ủ nụ rất lâu mới nở hoa. Chính vì vậy mà đào Thất Thốn cũng được bán với giá cháp mà chỉ những dân chơi mới dám mua. Đào Thất Thốn là loại cây cảnh có dáng lùn, đẹp tự nhiên, mang dáng vẻ cổ kính, từ gốc đến cành đào đều nổi u, mấu xù xì, tựa như gốc đa già phong trần sương gió. Theo những người trồng đào ở đây cho hay, đào Thất Thốn như một người già mẫu mực, sống có phong cách và cầu kỳ. Những nụ hoa đỏ đầy sức sống, bông to, cánh dày, đẹp đến nao lòng. Màu đỏ của những nụ hồng đào không loài hoa nào sánh kịp. Nhị hoa vàng vươn dài kêu xa, chỉ một bông nở đã làm ấm cả không gian, xua tan giá lạnh của đất trời. Đào Thất Thốn nở đúng dịp Tết, số lượng chỉ trên đầu ngón tay. Vì độ hiếm mà loại cây này được những người chơi cây cảnh gọi là đặc sản tiến vua và có giá thuê rất đắt. Đặc điểm khó ưa nhất của đào Thất Thốn là chúng thường chỉ ra hoa vào khoảng rằm tháng Giêng. Để ép cho đào Thất Thốn ra hoa đã khó và cho nó nở đúng dịp Tết lại càng khó hơn. Việc chăm sóc giống đào này khó hơn so với đào thường. Nếu vào năm nhuận thì đào nở nhiều hoa hơn và nở đúng dịp Tết. Đào nở bông gấp mấy lần đào bình thường, kín cành, hoa đỏ đậm. Theo một chủ vườn đào Thất Thốn ở đây cho biết, mỗi cây đào có giá bán hàng chục triệu, thậm chí có cây gần 100 triệu đồng.